về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em, cô là Hiền Lương, rất vui đồng hành cùng các em trong chương trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử. Các em thân mến, trong giai đoạn lịch sử từ năm 1917 đến năm 1941, ở phạm vi tiết trước chúng ta đã nghiên cứu xong chuyên đề đầu tiên về cách mạng tháng 10 Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941. Còn trong phạm vi tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đến chuyên đề số 2 về các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Và trên màn hình của cô ở đây chính là cấu trúc của chuyên đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Chúng ta sẽ có hai phân mục chính. Một lớn, cô và các em sẽ cùng nhau khái quát các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. Và hai lớn, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Bây giờ, hãy cùng cô sẵn sàng nghiên cứu bài học ngày hôm nay với mục một lớn, khái quát các giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản từ năm 1919 đến năm 1939. Và trong giai đoạn lịch sử này, cô chia thành 4 giai đoạn nhỏ, tức là 4 giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đầu tiên, từ năm 1918 đến năm 1923. Giai đoạn thứ hai, từ năm 1924 đến năm 1929. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ năm 1929 đến năm 1933. Và giai đoạn thứ tư đó là từ năm 1933 đến năm 1939. Vậy thì những đặc điểm chính của những giai đoạn là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu từng giai đoạn một. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm chính của giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1918 đến năm 1923. Ở giai đoạn này thì một trật tự thế giới mới đã được xác lập theo hệ thống Versailles Washington. Hệ thống này có được khi mà gì ạ? Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Các nước thắng trận đã họp hội nghị hòa bình ở Versailles và Washington. Trên cơ sở đó thì đã thiết lập một trật tự thế giới mới gọi là hệ thống Versailles Washington. Thứ hai, đó chính là bản đồ châu Âu có sự thay đổi, bản đồ chính trị châu Âu có sự thay đổi rõ rệt. Một số quốc gia thì biến mất và những quốc gia mới cũng ra đời. Và cụ thể như thế nào? Nhìn lên màn hình của cô. Ở trên màn hình của cô, chúng ta đang nhìn thấy sự thay đổi bản đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Versailles Washington. Chúng ta so sánh giữa năm 1914 châu Âu và châu Âu năm 1923, chúng ta sẽ có thấy những điểm thay đổi cụ thể như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về nước Đức. Rõ ràng là với những điều khoản có trong hệ thống Versailles Washington thì Đức đã hoàn toàn mất hết các thuộc địa của mình và diện tích của nước Đức cũng bị gì ạ? Thu nhỏ lại. Thứ hai, đó là gì ạ? Đế quốc Áo Hung. Nếu như năm 1914 vẫn còn tồn tại ở đây thì sang năm 1923 chúng ta không còn nhìn thấy cái tên Đế quốc Áo Hung nữa mà thay vào đó là gì ạ? Tiệp khắc Áo và Hungary. Và diện tích của Rumani cũng được mở rộng rất là nhiều. Đế quốc Nga cũng không còn, thay vào đó là Liên Xô và những quốc gia mới như là gì ạ? Litva, Latvia hay là Estonia. Đây chính là sự thay đổi của bản đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Versailles Washington, tức là theo trật tự thế giới mới sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Một điểm chú ý tiếp theo, đó chính là gì? Đây chính là thời kỳ mà các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu. Chú ý là trừ nước Mỹ. Vì sao lại trừ Mỹ? Bởi vì nếu như dưới tác động của Thế chiến thứ nhất thì đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước đế quốc, thì nó lại đem lại cho Mỹ những cơ hội vàng với những chỉ số phát triển mặt kinh tế cao ở giai đoạn trong và sau Thế chiến thứ nhất. Bởi vì gì ạ? Mỹ đã tận dụng những lợi thế như buôn bán vũ khí, hoặc là đất nước không bị tàn phá, hoặc là sự điều tiết của nhà nước. Đây là lý do vì sao mà Mỹ không lâm vào thời kỳ khủng hoảng, trong khi đó các nước đế quốc tư bản chủ nghĩa khác thì gì ạ? Bị chiến tranh tàn phá nặng nề, về chính trị xã hội thì bất ổn, với đỉnh cao là các phong trào đấu tranh dâng cao. Thời kỳ này chúng ta có học tập đến phong trào cao trào cách mạng từ năm 1918 đến năm 1923. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến giai đoạn thứ hai, từ năm 1924 đến năm 1929. Chú ý cho cô, đây là giai đoạn mà các nước tư bản chủ nghĩa bước vào giai đoạn ổn định tạm thời. Biểu hiện đó là nền kinh tế phát triển và chính quyền của giai cấp tư sản được củng cố. Tuy nhiên, sự phát triển nền kinh tế trong giai đoạn này được xem là chỉ mang tính chất ổn định tạm thời, không bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì nó do thiếu sự kiểm soát của nhà nước. Và đây cũng chính là dấu hiệu manh nha để bùng nổ của khủng hoảng kinh tế sau này, tức là cuộc khủng hoảng kinh tế 1933. Chúng ta sẽ tiếp theo đến giai đoạn số 3, từ năm 1929 đến năm 1933.
Đây là giai đoạn mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bùng nổ. Bùng nổ đầu tiên ở Mỹ, sau đó nhanh chóng lan rộng ra thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế thừa. Và hệ quả để lại cuộc khủng hoảng này rất là nặng nề. Và phương hướng giải quyết của các nước tư bản khi đối diện với cuộc khủng hoảng này khác nhau. Cụ thể, Anh, Pháp, Mỹ thì tiến hành cải cách, mà chúng ta đã học được cuộc cải cách ở Mỹ, cuộc cải cách về chính sách mới do Tổng thống Mỹ Roosevelt đã đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Còn con đường thứ hai là Đức, Italia, Nhật Bản đã tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước nhằm âm mưu vạch ra kế hoạch là tiến hành chiến tranh nhằm chia lại thị trường thế giới. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với giai đoạn cuối cùng từ năm 1933 đến năm 1939. Đây là giai đoạn mà các nước tư bản chủ nghĩa đã vượt qua được khủng hoảng, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Cũng là giai đoạn mà các nước đế quốc phân chia thành hai khối độc lập. Khối thứ nhất đó là khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản, tức là phát xít hóa bộ máy nhà nước. Khối thứ hai là khối Anh, Pháp, Mỹ đi theo con đường cải cách và ôn hòa. Sự hình thành hai phân khối độc lập này cũng là dấu hiệu để nhận thấy nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới đang đến gần. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong mục một lớn về khái quát các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ năm 1919 đến năm 1939. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai lớn, cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Ở trên màn hình các em đang được nhìn thấy một bảng hệ thống hóa kiến thức, và cô sẽ hệ thống hóa kiến thức những nội dung chính cơ bản nhất khi nghiên cứu về cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân. Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ của khủng hoảng này đó chính là do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận. Và điều này dẫn đến việc gì ạ? Cung vượt xa qua cầu. Đây chính là nguyên nhân chính làm bùng nổ của khủng hoảng kinh tế 29-33. Tiêu chí thứ hai về phạm vi quy mô. Vào tháng 10 năm 1929, cuộc khủng hoảng bất ngờ bùng nổ ở Mỹ và sau đó nhanh chóng lan rộng ra thế giới tư bản. Và trên màn hình các em đang được nhìn thấy về biểu đồ tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ năm 1920 đến năm 1946. Thông qua cái biểu đồ thất nghiệp này, các em cũng có thể nhìn thấy được những tác hại, hậu quả mà cuộc khủng hoảng này để lại ở nước Mỹ. Chúng ta hãy chú ý giai đoạn năm 1932. Đây chính là đỉnh điểm lớn nhất mà hậu quả cuộc khủng hoảng để lại ở Mỹ, với hàng chục triệu người dân Mỹ thất nghiệp. Và điều này đã làm cho phong trào đấu tranh biểu tình ở Mỹ diễn ra trên toàn khắp nước Mỹ. Vậy thì hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33 để lại các nước tư bản như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo về mặt hậu quả. Rõ ràng dưới tác động của khủng hoảng 29-33 đã để lại những hậu quả rất nặng nề đối với thế giới tư bản. Về mặt kinh tế đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa. Còn về mặt chính trị xã hội thì rõ ràng rất là bất ổn, bởi vì hàng trăm triệu người thất nghiệp và dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân lao động diễn ra sôi nổi khắp nơi. Tiêu chí tiếp theo về cách thức giải quyết của các nước đế quốc tư bản. Trong vấn đề giải quyết của khủng hoảng này như thế nào? Rõ ràng ta đang nhìn thấy có những phương thức giải quyết khác nhau khi mà nhìn về các nước tư bản chủ nghĩa. Thứ nhất, chúng ta thấy các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước, chạy đua vũ trang và muốn gây chiến tranh nhằm chia lại trật tự của thế giới. Ngược lại thì các nước Mỹ, Anh, Pháp thì thi hành các chính sách cải cách kinh tế, cải cách xã hội để khôi phục nền kinh tế một cách ôn hòa. Và rõ ràng mối quan hệ quốc tế dưới tác động của khủng hoảng này nó có sự thay đổi. Đầu tiên, chúng ta thấy làm hình thành hai khối đế quốc độc lập. Hai khối là gì? Đó là khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản, và khối thứ hai là khối của Mỹ, Anh, Pháp đi theo con đường cải cách ôn hòa. Sự hình thành hai phân khối độc lập này cũng là dấu hiệu để báo hiệu cho một cuộc chiến tranh thế giới sắp bùng nổ. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau nghiên cứu xong mục 2 của khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập để tổng kết cái chuyên đề số 2 này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Câu số 1, hãy cho cô biết nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là gì? A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa. Hay là B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới từ năm 1918 đến năm 1923. Hay là C. Sản xuất ồ ạt khiến cung vượt qua cầu. Hay là D.
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Khi chúng ta tìm hiểu về cuộc khủng hoảng kinh tế 2933 ở phần lý thuyết, chúng ta biết rằng gì ạ? Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng này đó chính là do vấn đề gì ạ? Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận và dẫn đến việc cung vượt qua cầu. Đáp án chính xác sẽ là C. Sản xuất ồ ạt khiến cung vượt qua cầu. Đây chính là nguyên nhân làm bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh tế 2933. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Hãy cho cô biết khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã bùng nổ đầu tiên ở đâu, bắt đầu ở lĩnh vực nào? A. Bùng nổ ở Mỹ, ngành tài chính ngân hàng. Hay là B. Bùng nổ ở Đức, ngành công nghiệp. Hay là bùng nổ ở Nhật Bản, ngành nông nghiệp. Hay là D. Bùng nổ ở Pháp, ngành công nghiệp. Rõ ràng là diện của khủng hoảng này đã lan rộng ra thế giới tư bản, không bỏ sót một nước nào. Nhưng nó bất ngờ vào tháng 10 năm 1929 đã bất ngờ bùng nổ ở Mỹ và ngành đầu tiên đó chính là ngành tài chính ngân hàng. Đáp án chính xác là A. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã để lại hậu quả gì đối với nền hòa bình thế giới? Lưu ý cho cô là hậu quả về nền hòa bình thế giới. A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản. Hay là B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao. Hay là C. Đào sâu mâu thuẫn giữa hai phe, phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa. Hay là D. Chủ nghĩa phát xít ra đời, nguy cơ của chiến tranh đến gần. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Sự tác động của khủng hoảng 2933 đã làm phá hoại nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa rất nặng nề. Nhưng câu hỏi ở đây, đó là hậu quả đối với nền hòa bình thế giới. Thì chúng ta lại phải xem lại. Rõ ràng là gì ạ? Đối mặt với cuộc khủng hoảng này thì thế giới tư bản có những cách giải quyết khác nhau. Trong khi Anh, Pháp, Mỹ thì lựa chọn con đường cải cách ôn hòa, cải cách kinh tế, chính trị xã hội. Để khôi phục nền kinh tế thì Đức, Italia, Nhật Bản lại phát xít hóa bộ máy nhà nước và âm mưu vạch ra kế hoạch để gây chiến tranh, chia lại trật tự thế giới. Vậy thì đáp án chính xác ở đây đó chính là chủ nghĩa phát xít ra đời và nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về trật tự thế giới theo hệ thống website Washington? Lưu ý là không phản ánh đúng về trật tự thế giới theo hệ thống website Washington. A. Là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hay là B. Là kết quả của hội nghị quốc tế do các nước thắng trận tổ chức. Hay là C. Do các cường quốc thắng trận liên thiết lập nhằm phục vụ lợi ích tối đa của họ. Hay là D. Có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Vậy thì với câu hỏi này, nội dung nào không phải là nội dung phản ánh đúng về trật tự theo hệ thống website Washington? Chúng ta biết rằng là hệ thống website Washington được thiết lập sau khi mà Thế chiến thứ nhất kết thúc và do các nước thắng trận họp hội nghị ở hòa bình và website Washington. Hệ thống này được thiết lập nhằm mục đích là bảo vệ quyền lợi cho các nước thắng trận. Vậy thì trong 4 đáp án này chúng ta sẽ phát hiện ra một đáp án không phải là nội dung. Đó chính là có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Hay nói đúng hơn, nội dung này nó xuất hiện khi mà gì ạ? Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc với trật tự hai cực Yalta, chứ không phải là trong hệ thống website Washington. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 6. Hãy cho cô biết, sự kiện nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam trong những năm 30 của thế kỷ 20? Đây là câu hỏi mang tính chất liên hệ, một câu hỏi mang tính chất vận dụng. A. Đảng Quốc xã lên cầm quyền ở Đức năm 1933. Hay là B. Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp năm 1936. Hay là C. Cuộc chiến tranh chống phát xít ở Tây Ban Nha giai đoạn 36-39. Hay là D. Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Tây Ban Nha năm 1936. Rõ ràng với những câu hỏi này chúng ta có thể loại trừ ngay. Nếu như liên hệ với phần kiến thức lịch sử Việt Nam thì đây là thời kỳ chúng ta đang là thuộc địa của Pháp. Vậy thì chắc chắn những sự kiện của Pháp nó sẽ tác động lịch sử Việt Nam, chúng ta loại trừ ngay. Đáp án chính xác phải là gì ạ? Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp năm 1936. Và thời kỳ này ở Việt Nam nó tương ứng thời kỳ 36-39, là thời kỳ phong trào dân sinh dân chủ dưới tác động gì ạ? Của sự kiện mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp thực hiện một số chính sách dân chủ ở nước Pháp cũng như là đối với các dân tộc thuộc địa. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng, câu số 7. Hãy cho cô biết, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 đã tác động như thế nào đến Việt Nam? A. Thúc đẩy sự bùng nổ của phong trào dân chủ 36-39.
Hay là B, thực dân Pháp tút gánh nặng khủng hoảng lên nền kinh tế Việt Nam? Hay là C, là nhân tố quyết định dẫn tới phong trào cách mạng 1930-1931? Hay là D, kinh tế Việt Nam không chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế 1933? Rõ ràng là gì ạ? Những biến động từ nước Pháp nó sẽ gì ạ? Tác động trực tiếp đến lịch sử Việt Nam. Bởi vì Việt Nam ta đang là thuộc địa của Pháp. Vậy thì rõ ràng là gì ạ? Để đối phó với cuộc khủng hoảng này thì gì ạ? Thực dân Pháp đã trút gánh nặng cuộc khủng hoảng này lên nền kinh tế của Việt Nam. Đáp án chính xác sẽ là đáp án B. Như vậy, chúng ta đã vừa nghiên cứu xong chuyên đề thứ 2 trong giai đoạn lịch sử từ năm 1919 đến năm 1941. Cô hy vọng rằng là với những kiến thức trong bài học ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử. Và xin chào, hẹn gặp lại các em ở những chuyên đề sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.